Alo, ok. Chúng ta bắt đầu hả bạn. Cái video này tôi hướng dẫn các bạn hai cái vấn đề chính. Thứ nhất là một cái video mà nó có nhiều scene như thế này này. Thấy không? Chạy hết cả tới đây, tức là scene 1 qua scene 2. Đấy, scene 2 chạy tiếp. Rồi đây hết scene qua scene 3. Đấy, scene 3 chạy tiếp. Thì những nếu mà chúng ta xuất file Control Enter thì những cái scene này nó sẽ chạy liên tục đúng không? Nhưng mà cái vấn đề đó là bạn thấy là như thế này. Nó hiện lên một cách rất là đột ngột, nó không có một cái hiệu ứng chuyển giữa những cái scene. Nên chúng ta phải làm một cái hiệu ứng chuyển cảnh thấy không? Từ cái scene 2 qua scene 3 là từ hình ông Phạm Nhật Vượng qua bà Nguyễn Thị Phương Thảo nè, không có cái hiệu ứng chuyển. Đúng không? Ông cũng từ cái scene này, 10 người giàu nhất Việt Nam, cái nó hiện qua hình bên đây. Đấy, hiện liền thì rất là xấu ha, chúng ta cần có cái hiệu ứng chuyển cảnh. Thì cái tôi nhắc lại cái vấn đề này ha, đó là cái project mà nó có được nhiều scene như thế này thì lúc các bạn phải tạo cái dự án là dạng Action Script 3.0 nha bạn. Bình thường chúng ta tạo là HTML5 đúng không? Ta làm mấy cái banner quảng cáo cho web rồi á. Tuy nhiên là đối với dạng một cái video dài mà có nhiều scene như thế này để làm được đó, thì bạn phải chọn cái dự án là Action Script 3.0 ha, mới hỗ trợ mấy cái scene này. Rồi nhắc lại tí thôi. Ngoài ra thì khi bạn bấm Control Enter lúc nãy các bạn thấy là nó mở lên cái cửa sổ này của anime đúng không? Và cái đuôi cái file xuất là SWF nha bạn. Đây cái file xuất của tôi này, SWF. Thì các bạn cũng nên chuyển cái đuôi này, nếu chúng ta biết xài những cái phần mềm chuyển đổi video thì chúng ta chuyển cái đuôi này thành đuôi MP4 hay là đuôi gì đó nó thông dụng hơn nha bạn. Thì lát nữa tôi cũng sẽ tranh thủ tôi hướng dẫn nhanh các bạn ha. Trong chúng ta xuất xuất đuôi MP4 trong anime luôn. Ok. Thật ra không phải anime nó xuất được mà nó hỗ trợ, nó nhờ cái thằng phần mềm gọi là cái bộ đôi đi kèm Adobe Media Encoder nha. Lát chúng ta nói nha. Rồi thôi mấy cái này thì để lát nói. Còn bây giờ chúng ta qua cái vấn đề chính, đó là cái chuyển cảnh nè. Cái chuyển cảnh xong rồi tôi cũng thật ra là thêm một cái vấn đề chính thứ hai đó nữa là tôi chỉ các bạn ghép một cái bài nhạc vô video ông ta ha, tại vì nãy giờ chúng ta bấm play, chúng ta xuất file thì bài cái video ông ta không có nhạc đúng không? Chúng ta cũng sẽ làm một cái kỹ thuật nhanh đó luôn rồi ta ghép file nhạc vô. Rồi bây giờ trở lại cái cảnh đầu tiên tôi ha, các bạn để ý cái scene 1 chúng ta kết thúc ngay tại cái frame này đúng không? Là cái hình này. Rồi nếu mà nó chuyển qua scene 2 á, thì scene 2 bắt đầu vào là ngay cái frame đầu tiên là hình này nha, hình ông chủ tịch tập đoàn này đó. Như vậy khi nó chạy liên tục thì nó cũng sẽ không có liền, các bạn thấy giống như hồi nãy đúng không? Tức là cái frame cuối của cái scene 1 nó như thế này, xong nó qua frame đầu scene 2 thế này thì nó chuyển một cách đột ngột quá nha. Sẵn đây nói luôn, tôi đang sử dụng Adobe Anime phiên bản 2020 nha. Cho nên các bạn có thể thấy cái giao diện nó hơi là lạ một tí. Nhưng mà cơ bản là nó cũng giống các bản trước ha, 2019, 18. Nó cũng có những cái panel là property, panel library nè, nha. Rồi những cái thanh công cụ bên đây nè, những cái công cụ nha bạn. Thì cơ bản nó giống chỗ này thì có thể nó hơi khác tí, nó những cái biểu tượng nó cũng lớn hơn, tuy nhiên là có một số cái nút nó cũng lược bỏ rồi nhưng mà ok. Trở lại bây giờ để làm được cái chuyển cảnh đó, thì cái gọi là cái nguyên lý chung là bạn phải lấy được cái frame đầu tiên của cái cảnh kế theo, tức là ngay cái vị trí cái frame 1 nè, của cái scene thứ hai nè, bạn gắn vô cái đuôi của cái scene 1. Tức là bạn lấy cái frame, lấy được cái hình, cái toàn bộ cái hình này nè, bạn nhét nó vô khúc cuối của cái scene 1 ngay đây nha. Và bạn làm cái hiệu ứng chuyển cảnh để chúng ta sử dụng mặt nạ nha bạn. Rồi bây giờ tôi làm luôn nè. Bạn về cái scene 2 ha, về cái frame đầu tiên ngay cái hình chỗ này này. Đây tôi ẩn cái thước view guide. Đây, ẩn cái thước, ok. Chúng ta sẽ xuất cái hình này ra, toàn bộ cái hình nó đang hiện đây nè nha bạn. Thì các bạn chọn file export, image legacy gì cũng được nha. Chọn legacy, image đi. Legacy thì nó cũ, nó không có nhiều cái tùy chọn lắm. Ok, rồi nó hiện cái cửa sổ xuất cái hình ảnh ra nè. Thì các bạn có những cái các bạn cần lưu ý chỗ này thôi, đó là cái định dạng nè. Bạn chọn JPEG. Rồi quality thì các bạn đẩy về 100 luôn ha. 100 thì gì? Ok, 100 rồi đấy. Xong rồi cái hình chỗ này bạn review thì có thể giảm cái fit on screen được thấy. Đó, cái hình nó sẽ xuất ra như thế này.
chỗ này nó bị nó bị lỗi lưu ảnh à, bình thường đó ha. Và mấy cái này thì không có cần chỉnh gì đâu nha bạn, chỉ nhớ đây là định dạng ảnh JPEG, kích thước cái chất lượng là 100% rồi các bạn save. Giờ tôi save ngoài desktop luôn ha, rồi đặt cái tên ví dụ như là frame 1 scene 2 đúng không, cái này là cái frame 1, cái frame đầu tiên của scene 2, hay là hình hình bắt vượng sao đó, tùy các bạn muốn đặt gì đặt nha. Đặt là frame 1 scene 2, đặt gì thì nó hơi lu bu quá, bằng đặt tên hình bắt vượng thì bạn dễ nhớ hơn đúng không. Cái này frame 1 scene 2 này rồi sao đó, ngoài desktop tôi có cái hình giống như thế này nè đấy. Bây giờ các bạn gì các bạn phải làm là import ngược nó vô trở lại trong anime nha bạn. Các bạn cứ vô file import to library, các bạn chọn cái hình bạn đưa nó vô lại nha bạn. Đây, tôi kiểm tra cái này còn chạy. Import cái hình này là vô lại ha, tuy nhiên là trong library tôi có rồi cho nên là tôi không có bấm ok ha. Cái hình tôi import vô rồi, trong đây này bitmap đây một bằng nhật vượng png nè nha bạn. Rồi giờ chúng ta làm gì cái hình này, các bạn trở về cái scene 1 nè nha, bạn tạo cái layer mới. Hôm bữa tôi có đưa các bạn một cái file ví dụ, cái file này đúng không, nó cũng có hiệu ứng chuyển cảnh rồi nhưng mà tôi không có giải thích, kiểu bạn tự suy ngẫm tự phân tích nha. Thì cái file đó, tôi làm cái hiệu ứng chuyển cảnh nó cũng được nhưng mà nó hơi rắc rối, cái là tôi làm nó để cái layer cuối cùng và cái mặt nạ là tôi áp cho tất cả các layer còn lại nha. Còn bữa nay tôi làm cách có thể là cũng dễ hiểu hơn, đó là tôi áp cái mặt nạ cho layer trên cùng nha. Các bạn xem tôi làm mà tạo layer trên cùng nè, đặt tên là ngắn gọn là frame, cái frame của scene 2 đi ha. Đấy rồi kéo cái hình đấy, tôi em bọt vô này, canh chỉnh lại cho ngay giữa luôn ha. Ok bây giờ cái hình này nó xuất hiện khi nào, khi chúng ta chạy hết những cái hiệu ứng ở dưới đúng không, cho nên chúng ta dời cái keyframe này cái xuất sao đây, tức là đây mấy chữ này chạy ổn định rồi cái hình này bắt đầu nó mới hiện ra. Thì tôi chỉ cần cái hiệu ứng chuyển cảnh nó chỉ khoảng 1 giây thôi, cho nên tôi để ngay đây nha bạn. Ok cho này lớn hơn tí ha, bạn dễ thấy cái layer này. Để tôi tạo layer mới nữa nè, tên là mặt nạ đó, tôi cũng kiên ngay đây, cái vị trí này à, cái key cũng vậy ha, insert keyframe ở đây. Mấy các bạn có thể dùng cái nút này nè, insert keyframe nha. Hiện tại nó không có đối tượng gì hết cho nên nó là blank keyframe như thế mà. Cái nút này cũng có ở bản trước ha, những cái bản 2019 18 tại vì tôi không có xài thôi, thường thường tôi chụp phải tôi quen nha. Giờ tôi cũng sửa thói quen bấm nút này cho nhanh nha, insert keyframe. Bây giờ ngay keyframe này chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật. À, cái hiệu ứng chuyển cảnh đầu tiên hình chữ nhật màu gì cũng được nha bạn, và nhớ là các bạn bỏ cái viền tôi nha, cái viền cái stroke chỗ này nè, nhớ gạch chéo này, vậy là bỏ cái viền rồi. Dễ xong rồi thì các bạn có thể để cho nó lố luôn cũng được, không có cần vừa khít với lại cái sân khấu ta ha, canh chỉnh như giữa xong. Nó là cái mặt nạ mà nó là cái hiệu ứng chuyển cảnh cho nên là bạn bắt đầu làm hiệu ứng chuyển cảnh ha. Giờ tôi sẽ kính vào to symbol hiệu ứng của mặt nạ ở đây, cái loại symbol là movie clip, cái này không có cần quan tâm tới ha. Cái tâm của symbol ở giữa tôi để là mặt nạ một rồi. Giờ tôi bấm phím Q, tức là cái công cụ free transform tool đó. Đấy, cái phím tôi bấm nó nằm ngay góc nữa các bạn. Đó. Tôi dời cái tâm nó qua bên cạnh đây xong tôi kéo để tôi suy nghĩ coi nó hiện như thế nào nhé, bên nào cũng được, kéo như thế này đi. Rồi sau đó tới giây thứ sáu nè, tôi key tiếp đó, tôi lại nắm cái hình này nó lớn ra. Ok như vậy là giây thứ năm cái hình dày, giây thứ sáu là dày ha, ở giữa tôi tạo cái lasso twin then nó sẽ chuyển qua đúng không? Đó. Bây giờ tôi áp cái mặt nạ vô cái layer này thôi, nó sẽ được cái hiệu ứng chuyển hình. Đây các bạn, người người giàu nhất Việt Nam đúng không? Xong đây,
Cái hình của Bác Phạm Nhật Vượng hiện ra. Đấy. Thì như vậy cái kết thúc của cái scene 1 nó hiện cái hình như thế này, thì nó chạy qua cái scene 2 nó sẽ liền luôn nè, thấy không? Đây, bấm Ctrl Enter xem thử. Đó, nó liền đấy. Nha mà. Rồi, như vậy các bạn có thể trở lại cái scene 1, bạn có thể sáng tạo cái hiệu ứng mặt nạ kiểu khác ha. Thí dụ như tôi xóa cái đoạn glass stream này. Tôi không muốn nó tôi mở cái bộ mặt nạ ha. Tôi không muốn nó chạy từ trái sang phải, cho nó chạy từ phải sang trái nha. Tôi xóa glass stream nè. Giờ vị trí tạm thời tôi xóa cây cuối luôn ha. Click frame rồi nha. Đây. Vị trí đầu tôi không thích để đó, tôi để nó bên đây. Rồi tôi đưa cái tấm vào đây. Rồi vị trí cuối kỳ tôi đã nắm ngược nó lại, chạy ngược nó thôi ha. Cái mặt nạ, cái hiệu ứng chuyển cảnh nó ngược lại thôi. Vậy là đầu như vậy, cuối như vậy, ở giữa plastic twin. Rồi áp cái mặt nạ vô lại thì nó sẽ chuyển như thế này thôi nha bạn. Ok, bây giờ chúng ta thử, chúng ta làm thêm một cái nữa ha. Như vậy là từ scene 1 qua scene 2 là nó có cái hiệu ứng chuyển rồi đúng không? Bây giờ từ scene 2 qua scene 3. Scene 2 chạy scene 2 tới đây hết đúng không? Rồi qua scene 3. Scene 3 là hình của bà Nguyễn Thị Phương Thảo ha. Thì chúng ta cũng làm nguyên lý tương tự, đó là chúng ta phải lấy được cái hình này đúng không? Chúng ta xuất sức cái hình tại cái frame 1 của scene 3. Nhưng bạn cũng vô file export, image. Rồi mấy cái thông số này nãy chỉnh nó nhớ rồi, cho nên chúng ta không cần chỉnh lại cell luôn. Đặt lại cái tên này, nhìn là frame 1 của scene scene 3 đúng không? Tại hình của bà Thảo này là scene 3. Đeo thấy. Ok, giờ trở cho scene 2 nè, cũng làm y hệt nguyên lý vậy. Tôi làm nhanh ha, cố gắng làm nhanh. Đây đặt layer mới này, chúng ta đặt là frame 1 của scene scene kế scene 3 cho tùy bạn, scene 3 ha. Rồi ngay vị trí bạn muốn bắt đầu cái hiệu ứng chuyển á, bằng key nó chắc tầm khoảng đây đi ha. Insert keyframe. Rồi xong mình bọt cái hình vô nhớ bạn, cũng hình bọt cái hình nãy chúng ta mới xuất vào. Hôm nay xuất ra đầu nhân desktop này, hình này đúng không? Tên bọt vô rồi nha, trong library tôi có rồi cho nên tôi lấy ra luôn đây nha bạn. Kéo vào rồi cũng canh chỉnh cho nó ngay giữa giữa giữa. Xong tiếp tục layer trên là layer mặt nạ kia ngay vị trí này. Giờ chúng ta có thể làm một cái hiệu ứng mặt nạ khác đúng không? Bây giờ tôi sẽ làm cái hiệu ứng mặt nạ như thế nào nhé. Từ nó bung cái hình bung từ giữa ra ha. Đây mặt nạ thì màu gì cũng được, miễn là các bạn nhớ bỏ được cái viền nha để không bị lỗi. Tôi vẽ cái hình vuông bé tèo tèo như thế này, chọn cái hình, chọn cho nó chắc chắn nó vuông chưa. Đây 26.95, 26.95 nè, chiều chiều ngang với chiều cao ha. Vậy đúng nó vuông rồi. Nếu bạn cũng để cho nó ngay giữa, canh giữa đó. Rồi keyframe đầu nhỏ xíu như vậy, keyframe sau cuối cùng á, mình sẽ keyframe cho nó lớn lên, bấm phím Q nè, rồi kéo cho nó lớn lên. Thôi mà bạn có thể dùng này nè, bạn bấm vô cái nút match width and height này cho nó bằng với cái kích thước cái sân khấu luôn. Bùm đó, nó lại che hết cái sân khấu đúng không? Để chắc, có thể để chắc ăn, bạn kéo cho nó lớn hơn tí cũng được, cho dư ra ngoài luôn cũng được nha bạn. Kéo cho dư ra ngoài một tí rồi gì đầu như vậy. Đầu là cái hình vuông nhỏ xíu, sau là lớn, tôi chữa tạo là sẽ twin. À chết rồi, tôi chưa convert to symbol, xin lỗi nha, tôi quên ha, bước quan trọng quá. Xóa keyframe cuối này ngay đây. Rồi ngay đây thì chuột phải convert to symbol, đặt là mặt nạ 2 ha. Ok, làm lại khúc sau kỳ. Rồi kỳ xong thì kéo cho lớn rồi đúng không? Có thể xài nút này. Rồi kéo cho dư dư lấy đi, lớn dư tí. Đó, rồi khúc giữa tạo facet twin.
Ok, rồi đắp cái mặt nạ vô. Mask. Như hình của bác Phạm Nhật Vượng như thế này, sau đó tới đó, đổi qua cái hình của bà Nguyễn Thị Phương Thảo ha. Rồi tới đây đúng không? Vậy nó sẽ tự động chạy tiếp qua cái scene 3. Scene 3 nè, nó cái hai cái frame nó giống nhau không? Chạy tiếp, cái chữ tổng tài sản hiện lên và bắt đầu nó nhấp nháy màu vàng. Rồi ok, vậy là chúng ta đã làm xong cái hiệu ứng chuyển cảnh cho tất cả 3 scene. Thì cũng tương tự cái nguyên lý vậy, bạn có thể làm cho 4 5 scene, 6 7 scene gì ha. Rồi cũng bấm nhanh Ctrl Enter xem cái thành quả. Đó, chuyển cảnh 215.000 tỷ, một con số không tưởng mà bạn nói chuyển cảnh. Ok mà. Đây, chiếc file XWF chúng ta xuất ra nó cũng sẽ có cái chuyển cảnh như vậy. Đấy, các bạn thấy là của tôi nó cũng khá ngắn gọn, file không có gì trơn mà nó cũng được 20 giây rồi, thấy không? 10 người chắc cũng cái clip tôi cũng còn được khoảng 1 phút đúng không? Mới có 2 người mà đã 20 giây rồi. 20 nhân 5 20 nhân 5 là trừ cái này 10 giây đi. Cái đầu không biết cái xin đầu không biết bao nhiêu giây nha. Nói chung là bạn làm cái clip, bạn có thể bạn làm những cái hiệu ứng nhiều nhiều tí, nó chạy nhiều nhiều tí thì bạn có thể chúng ta câu giờ thêm được một tí, clip nó đa dài hơn. Xin đầu tôi ủa xin một tôi nhiêu nha. Một tôi có 6 giây à. Xin hai tôi cũng 6 giây mấy, là 7 giây. 10 người là 70 giây là được 1 phút rồi. Ha. Thôi thôi tập trung lại là cái vấn đề tiếp theo, đó là thêm một cái bài nhạc vô cho tất cả các scene này các bạn, toàn bộ project luôn á. Thì thật ra là nó có hai cách làm, thêm nhạc có hai cách làm, tôi sẽ cố gắng nói nhanh ha. Cái cách thứ nhất là cách dễ, dễ thì nó có một cái đoạn code đây, tôi phải mở code ra đây. Bạn đây đoạn code tôi copy ở chỗ này luôn. Tôi sẽ gửi cho mấy bạn cái file luôn ha. Rồi, cách một là cách dễ. Đầu tiên ha, các bạn tìm một cái bài nhạc mình thích, và thường thường các bạn lấy nhạc miễn phí nha, đừng lấy những cái nhạc có bản quyền nha các bạn. Giờ các bạn import vô library, giả sử như giờ tôi có cái file import to library. Đâu rồi nhỉ? Này, bên sau ukulele.mp3 nha bạn. Giả sử tôi play cái file này coi. Phải nhạc như thế nào? Đó, cái tiếng đàn ukulele vậy thôi ha. Rồi, giả sử tôi import vô library nha bạn. Đây, tôi import vô rồi nè. Anh cũng xài cái lệnh này giống import hình thôi nha. Import vô library, đây, file nhạc rồi. Thì file này vô rồi. Giờ bạn chụp phải lên. Cách một nha, tôi đang làm cách một chèn nhạc, cách một property nè, mình có thể nghe lại bằng cái nút test nè. Rồi ok, bây giờ cái ta cần làm đó là chuyển qua cái tab action script nè bạn. Mặc định cái dấu check này nó sẽ không có nha. Ô, không phải không có mà nó chưa check nha bạn, nó sẽ chưa check, các bạn check vào giùm tôi. Đấy. Rồi cũng mặc định cái chỗ này nó sẽ để là cái gì đó khác, hoặc là nó không có hay sao á nha. Thì các bạn gõ vô cái class là BGM. Thật ra các bạn đặt tên gì cũng được nha, nhưng mà nhớ cái tên nó giùm tôi. Ở đây tôi đặt là tên là BGM, tức là background music á nha bạn. Rồi về tôi nhắc lại nha, mặc định cái dấu check này nó không có chữ check, các bạn check vô. Và cũng mặc định là hai cái chỗ này nó bỏ trống hay là nó điền cái gì đó, các bạn không cần quan tâm. Các bạn cứ chỉnh lại chỗ class là đặt, quan tâm như tôi đặt chỗ class này là BGM nha. Ok. Nếu cái chỗ còn lại cái base class nó không đúng, tại vì bây giờ tôi không nhớ là cái mặc định nó là sao, tôi bỏ cái khác vô luôn, để thử mặc định nó là gì. Tôi xóa bài nhạc luôn. Làm nhiều mà đôi lúc những cái mặc định thì mình không có quan tâm, cho nên là lúc mà, ví dụ
ấy em bọt vô rồi nè, đây bài nhạc vô chữ phải Roberti đó, mặc định nó như vậy ha. À, các bạn thấy cái dấu này nó không có check nào, check vô đây chỗ base class này thì các bạn không có quan tâm, không có chỉnh gì hết nha. Nó được chữ class nè, các bạn đặt tên cái class khác các bạn nhớ bgm background music rồi ok, nó sẽ hiện cái thông báo cảnh báo là cái nó generate cái class đó ha. Các bạn cứ ok thôi. Rồi các bạn ok xong, các bạn không thấy gì thay đổi trơn á, các bạn trở về cái scene 1. Bạn tạo cái layer mới nằm trên cùng luôn ha, đặt tên là code. Ok. Rồi ngay cái frame đầu tiên luôn. Bạn mở cửa sổ action strip á, window action. Lỗi, cửa sổ action không phải action strip. Bạn nhập vô mấy cái dòng code này. Đây, nguyên cái đống code này tôi sẽ cho các bạn. Trong này tôi cũng có hướng dẫn lại các bước nãy á nha. Bạn copy và bạn dán nguyên cái đống code này vô. Ctrl C. Ctrl V. Rồi các bạn có thể quét hết, các bạn format là cho đẹp. Rồi, thì chúng ta chú ý là nãy chỗ bên kia chúng ta đặt là BGM đúng không? Thì bên đây chúng ta BGM. Còn giả sử như hồi nãy bên kia chỗ cái property á, các bạn đặt tên là cái gì đó khác thì ở đây các bạn cũng phải chỉnh hai cái tên này lại. Ok, đóng lại. Và nhớ cái chỗ chúng ta chèn code là cái frame đầu tiên của cái scene 1 luôn nha, tức là cái scene đầu tiên trong cái project luôn. Này cái code nó có chữ cái alpha nhỏ nhỏ này nè, tức là cái code nó nằm đó rồi ha. Đó. Rồi bây giờ khi tôi bấm control enter thì sẽ nghe tiếng nhạc nè. Đó. Tuy nhiên cái cách làm này các bạn để ý là khi cái file nó chạy hết rồi á, bạn chú ý nha. Đó, cái hình thì nó chạy ra từ đầu đúng không? Tuy nhiên cái bài nhạc nó sẽ tiếp tục nó chạy tiếp. Cái bài nhạc nó không có lặp lại như cái hình. Đúng không? Bài nhạc nó cứ sẽ chạy cho tới khi nào nó hết bài thôi. Cái hình thí dụ như cái hình tới đây đúng không, lát nữa cái hình tới đây hết nó sẽ chạy ra cái hình, nhưng mà bài nhạc thì không lặp lại nha bạn. Đó rồi ok, đó là một cách làm á, chèn nhạc cho cái file. Cái cách này nó có ưu điểm là dễ làm gì đó nha, chúng ta chỉ cần chỉnh cái property rồi thêm code thôi. Tuy nhiên cái nhược điểm đó là bài nhạc nó cứ chạy tới, nó không có lặp lại trong cái hình ha. Rồi cách 2 thì chỉ bạn làm cách 2 ha, bạn xóa cái layer code này đi. Cái file này thì sao nhé, file này chắc xài lại nha, vô property bỏ dấu check này đi. Ok, file này tận dụng lại. Rồi bạn cũng đang ở cái scene 1 nha bạn, tạo layer mới đặt tên là nhạc. Sau đó bạn làm chuyện là bạn nắm cái file nhạc nè, bạn đang chọn cái layer nhạc nha, chú ý là đang chọn layer nhạc. Rồi bạn vô library, bạn chọn cái file nhạc này, bạn nắm, bạn kéo, bạn thả vô cái sân khấu chúng ta, thả đâu cũng được. Đấy thì các bạn sẽ thấy là ở cái layer này bắt đầu nó có cái hình, cái biểu đồ sóng nhạc rồi, thấy không, cái sóng âm thanh đó. Đó bạn làm tương chuyện đó là bạn click cho một cái frame bất kỳ, frame nào cũng được nha, bạn qua cái panel property á nha bạn. Các bạn sẽ thấy là nó có cái thuộc tính sao nè, rồi nó có những cái cái chỗ để chỉnh như thế này. Chỗ synchronize á, sổ xuống bằng đổi về stream nhìn thôi. Nhớ nha, nhắc lại, sau khi bạn kéo thả vô thì bạn chọn một cái frame bất kỳ trên cái layer nhạc nè, nhìn qua panel property, kéo xuống chỗ sao, có cái mục con nữa là sync synchronize á, bạn đổi về stream ha. Rồi giống khi bạn bấm play nè, nó cũng sẽ có nhạc nha bạn. Tuy nhiên làm cách này thì cái layer nhạc chúng ta nó đang ở scene 1. Vậy lát nữa khi qua scene 2 á, nó sẽ không có nhạc nữa. Nó chạy hết scene 1 rồi thôi mà đúng không? Qua scene 2 chúng ta không có layer nhạc. Thì vậy bây giờ chúng ta phải gọi là cắt cái bài nhạc và đem tiếp qua cái scene 2. Làm như sau. Tại scene 1 phải không? Tại đây kết thúc. Các bạn cứ trên cái layer nhạc nè, các bạn chạy ra tuốt phía sau khoảng chừng giây thứ 29-30 gì đó. Sao về sau nhiều nhiều đi ha. Insert frame. Đó, cái bài nhạc nó sẽ gọi là nó xuất hiện thêm nữa đúng không? Cái phần còn lại á. Tới đây cái hình nó hết rồi đúng không? Nhưng bài nhạc còn nè.
Rồi bây giờ bạn cắt cái khúc đuôi đi nè, ngay cái chỗ cái frame mà bắt đầu dư ra, bạn chuột phải bạn chọn là Split Audio các bạn. Rồi nó có cái keyframe chỗ này nữa thấy không, blank keyframe nè, các bạn double click vô nguyên khúc sau, thật ra double click vô một frame bất kỳ của cái khúc sau nha, double click nha, nó sẽ chọn nguyên khúc này bạn thấy không, đó nguyên khúc sau nè. Khoảng tôi kiểm tra cái này nó còn ghi không. Ok, chúng ta ghi được 25 phút ha, cố lên ha, clip này hơi dài thì vì tôi nói nhiều nội dung. Rồi chọn xong đúng không, bạn chuột phải bạn cut frame, đó nó cắt cái âm thanh đi rồi đó thấy không bạn. Tuy nhiên cái, những cái frame còn này còn lại nó cũng nằm còn dư nữa thấy không, bạn phải xóa nó đi nha, để không nó chạy hết tới đây, nó còn chạy nữa đó, tức là cái file cái scene một nó dài ra nhưng mà nó, chỗ này nó không có hình nha, mình phải chọn khúc này remove, ấy, double click nha, chọn remove frame đó, vậy mới đúng là với hiện trạng chúng ta nãy nè thấy không, tới đây là hết rồi. Bạn qua scene 2 tạo cái layer mới, cũng đặt tên là nhạc ha, đặt ra tên khác cũng được. Rồi ngay chỗ frame đầu chuột phải bạn copy, ôi xin lỗi, bạn paste and override frame, paste and override frames nữa ha, bạn kéo bằng tí, kéo đầu độc bằng tí đó ha, cái sóng nhạc, cái sóng âm thanh nó sẽ hiện lại. Như vậy cái scene 2 nó cũng sẽ có bài nhạc. Rồi ok, tương tự vậy chúng ta làm cho cái scene 3 luôn ha. Đây split audio, double click, cut frame, rồi remove những cái frame dư này luôn. Rồi giống hiện trạng lúc nãy đúng không, qua scene 3 tạo layer mới, nhạc dán vô, paste and override frame, kéo cái đầu độc qua tí là nó cập nhật lại cái layer thấy không. Rồi khúc này dư cũng split, chọn hết. Lần này chúng ta hết cái scene để cắt đi rồi đúng không, hết scene để copy dán đi rồi, chọn remove frame luôn. Rồi như tới đây là hết. Đây bấm control enter xem cái tiếng nhạc các bạn có thể nghe hơi nhỏ tí ha, tại tôi đang ghi hình video trên màn hình gì. Rồi, các bạn để ý lần này là cái tiếng nhạc nó sẽ chạy theo với hình đúng không, tức là cái hình hết rồi cái hình lặp lại thì cái nhạc cũng sẽ lặp lại luôn ngay từ đầu. Đây, nghe lại kỹ nha. Lặp lại nè đó. Rồi ok ha, như vậy cái cách 2 á là cái cách chúng ta phải thêm nhạc cho từng cái scene như thế này, nó khá là mất công nha bạn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ quản lý được cái sự lặp lại của file nhạc, tức là nó chạy hết tới scene 3 file nhạc sẽ lặp lại từ đầu ha. Còn đối với cái cách làm, cái cách 1 nãy chúng ta làm theo kiểu mà chọn property rồi thêm cái code này nè, thì nó cái file nhạc nó chạy luôn ha, nó không có gọi là đồng bộ với cái hình nha bạn. Bây giờ để tôi xem còn cái gì, còn nói một cái nhỏ nữa đó là chỉnh lớn nhỏ cho cái tiếng nha bạn. Bây giờ trở về cái scene cuối cùng như thế này nha, scene đầu đi, bạn thấy thường thường nhạc lúc mới vào là nó nhỏ xong rồi nó mới lớn dần đúng không, chứ hiện tại bấm play thì cái tiếng nhạc nó vô liền vậy, chúng ta nghe nhiều khi nó hơi đột ngột quá phải không, nó hơi gọi là gây hơi sốc đúng không. Thường nhạc vô phải nhỏ rồi từ từ nó lớn dần ha, cái giai điệu nó lớn dần thì chúng ta cũng có thể chỉnh ha. Đó là bạn click trên layer nhạc một cái frame bất kỳ nè, bạn vô chỗ effect ha, có cái hình cái bút chì nè, đấy bạn click vô thì ở đây nó có cái biểu đồ sóng âm thanh nè và cái cường độ luôn. Thì tôi nói với bạn là chỉnh cái kiểu này nó không có được gọi là tiện dụng lắm nha, tại vì công cụ này nó hô sơ lắm, nó cũng chỉ hỗ trợ chúng ta một ít thôi. Thì các bạn có thể vọc với nó như thế này, đó là cái số ở giữa tức là thời gian á. Bây giờ giả sử tôi muốn cái bài nhạc tới khoảng 2 giây nó mới lớn lên ha. Thì các bạn cứ click đây vô cái thanh cái lằn trên cùng nè, đường thẳng trên cùng nè.
Đó, nó sẽ thêm vô cái keyframe nha bạn. Rồi tôi trở về đầu có sẵn cái keyframe nè, tôi sẽ nắm cái keyframe ở đầu, tôi kéo xuống tận dưới đáy luôn. Đấy, đụng đáy ha. Hai kênh, kênh trái kênh phải thì các bạn phải kéo hai kênh hết. Đó, thì như vậy có nghĩa là mới đầu vô cái tiếng nó sẽ nhỏ, rồi từ từ nó lớn dần lên tới hai giây thứ hai á, là cái tiếng nó cái cường độ nó đạt 100% nha bạn. Thì các bạn có thể bấm OK, chúng ta play thử. Thì tại vì tôi đang ghi hình kiểu này cho nên là cái tiếng cái mức độ to nhỏ nó có thể nó không có rõ nha, các bạn tự các bạn thực hiện những cái project của mình, các bạn nghe cảm nhận cái loa máy tính của headphone đó, nó sẽ rõ nha. Mình cũng nghe thử xem, thấy không, nhỏ đó, nó lớn dần, thấy chưa, lại nè, mới vô nhỏ. Ô chạy gì đâu nó nhỏ xíu rồi, tiếng lớn dần nha bạn. Thì nói chung là các bạn làm trực tiếp máy tính mình thì nó nghe cái tiếng cảm nhận nó tốt hơn. Nhưng các bạn nhớ ha, click frame bất kỳ qua cái panel property này, chỗ effect sound ha, sound ở một con đó là effect, bấm vô cái cây bút chì. Đấy, chúng ta chỉnh một cái biểu đồ này. Rồi tương tự như vậy đối với lúc cái bài nhạc kết thúc, như scene 3 đúng không? Bạn cũng có thể chỉnh cho nó kết thúc ha. Cái tiếng nó nhỏ dần đúng không? Tại vì hiện tại cái tiếng nếu mà tới đây này, đó, nó hết, nó tự nhiên nó ngắt ngang cách đột ngột quá thì nó dở đúng không? Chỉnh cho nó nhỏ dần đi, cái tiếng nó nhỏ dần rồi mất. Các bạn cũng vô effect này. Rồi bây giờ chúng ta xem cái đau đầu là chúng ta phải kiếm được cái lúc kết thúc. Mới đầu vô cái khúc này nè, nó sẽ các bạn thấy để ý nha, từ giây 0 nè tới 2 5 3 5 4 5 6 6 7, các bạn có thể zoom cho nó hay. Hay. Các bạn thấy nó sẽ có hai cái lần giới hạn nha. 1 tiều nữa rồi. Đây từ đầu ha tới 5 10 đây. Chỗ này. Cái đường giới hạn chỗ này nó đánh dấu cái bắt đầu của cái scene này á, tức là cái file nhạc của cái scene này nó sẽ bắt đầu từ đường này và nó kết thúc là kết thúc vào đường này. Các bạn thấy không? Khoảng tầm 15 tới 20 là 5 giây đúng không? 15 trở đây tới trước nữa, chỗ này là khoảng 2-3 giây, đó 3 giây đúng không? 2 giây mấy á là khoảng 7 giây đúng không? Thì nó đúng với cái độ dài cái scene này. Cái gì? Như vậy cái ý nghĩa đó là cái đường gạch này nè, nó bắt đầu cái tiếng nhạc của cái scene này, và cái đường thẳng này á là nó kết thúc đúng không? Thì chúng ta chỉnh từ cái đoạn đâu đó chỗ này cho nó nhỏ xuống đúng không? Thì chúng ta click lên cái đường này khoảng này, thêm cái keyframe nè, thêm keyframe chỗ này nè. Rồi bạn nắm bằng lôi xuống nè, cái tiếng nó nhỏ hết cỡ, nhỏ hết cỡ dưới đây cũng vậy nha. Các bạn có thể cho cái hiệu ứng nó chậm chậm, các bạn kéo cái đường này cho nó gọi là nó bớt dốc hơn đúng không? Vậy thì nó dốc quá. Ủa, rồi tôi lỡ thêm cái keyframe nữa rồi, kệ đi không sao. Rồi ok, rồi như tôi kiểm tra lại ha. Tiếng lớn nè. Nó nhỏ dần rồi đấy. Thấy không? Nó hết nghe luôn rồi đó. Các bạn thấy không? Khúc này nè. Rồi, ok. Làm gì nó dễ chịu hơn, chứ chúng ta để cái tiếng đang lớn mà nó kết thúc đột ngột quá nó không hay. Thôi vậy chúng ta xong hai vấn đề ha, thêm nhạc với lại cái đầu tiên nãy luôn là chuyển cảnh. Bây giờ cái cuối cùng đó là chúng ta xuất cái file này thành file MP4 nha bạn. Tại vì nãy giờ nó xuất được cái file là XWF thôi đúng không? Nó cần Ctrl Enter thì được cái file XWF. À, tiếng lớn lên. Rồi tiếng nhỏ dần. Ok. Hiện tại chúng ta được cái file XWF ha. Mày recover sao đi. Chúng ta sẽ xuất file MP4. Thì để xuất được file MP4 á, trong máy các bạn phải có cài cái này nha. Adobe Media Encoder 2019. Cái thằng phần mềm này của Adobe á, nó là cái thằng chuyên hỗ trợ những cái còn lại như là Premiere nè, After Effects, Anime rồi là luôn. Xuất file video những cái định dạng khác nhau ha. Cho bản thân những thằng này xuất cũng được, nhưng mà những cái định dạng nó không có gọi là không có đa dạng. Ngoài ra những cái thông số nó cũng không có cho thiết lập nhiều ha. Tuy nhiên nếu bạn
gọi là có cái công cụ này nè, nó sẽ hỗ trợ cho ba anh còn lại xuất file và xuất được nhiều cái định dạng. Bạn có thể tùy chỉnh những cái thông số nhiều hơn nha bạn. Thì cái tiên quyết là bạn phải cài cái này trước trong máy nha. Hiện giờ tôi có cài rồi. Để xuất file nè các bạn, file export, export video media đó. Thì những cái thông số này mặc định nó để thì sẽ ok rồi, các bạn không cần chỉnh gì nhiều. Ví dụ đầu tiên là render size, tức là cái kích thước cái video, cái khung hình video chúng ta, thì nó sẽ giống như là cái kích thước mà bạn chỉnh ban đầu lúc mới tạo cái dự án ha. Ví dụ của tôi là 1280x720 nè. Sau đó là cái span thì on scene, tức là tất cả các cái cảnh ha. Rồi cái format ở đây bạn để à, vì cái 2020 nó có hỗ trợ thêm nhiều cho chỉnh trong này rồi, cho nên là những cái ô này mới. Còn cái này đúng là mới hơn so với 2019 nha. Để tôi mở cái học thoại của 2019 ha. Bạn chịu khó mình đợi tôi tí cho save file lại. Tôi mở bằng phiên bản anime 2019 nha. Để bạn nhiều khi bên kia nó hơi khác tí, các bạn không biết chỉnh sao. Tại vì tôi tranh thủ làm cái video này tôi giới thiệu bạn cho biết cái 2020 thôi ha, cái giao diện thôi. Thực tế thì về các tính năng này nó cũng tương đối giống bản trước. Đây 2019 tôi, giờ tôi mở cái file nè, đóng file đi. Để mở một file mà hai cái bản cùng lúc có thể nó gây xung đột. Ok, giờ xuất file ha, đăng được file này. Export video media. Ủa? Bản này là 2020 mà. Lộn rồi, mở lộn cửa sổ rồi. Ngáo. À đây nè, màu xám này mới là 2019 của tôi, xin lỗi nha. Open lại. Rồi bao lâu rồi. Ok, 40 phút. Đây, cái file nãy chúng ta làm đúng không? Giờ chúng ta xuất bằng 2019 bằng export video ha. Nãy bên kia là video sạc media đúng không? Đây là video. Rồi ok, những cái này nãy bên đây cái render size cũng có nè. Xong nãy có bên kia nó có mấy cái ô lạ lạ đúng không? Còn đây không có thì thôi giờ tập trung vào đây đi, 2019. Bạn nhớ check vô cái dấu này, convert video in Adobe Media Encoder nha, nhớ check vô. Ở cái chỗ browse này á, thật ra là nó như vậy nè. Đầu tiên là nó sẽ xuất ra một cái file đuôi .mov nha. Và cái công việc này thằng anime nó làm, tức là cái phần mềm anime nó sẽ xuất ra một cái file dạng MOV. Sau đó tự động nó sẽ gọi tới cái thằng Adobe Media Encoder nè, mở lên và nó đưa cái file MOV mới xuất ra nè vô cái Media Encoder này, để thằng Media Encoder chuyển thành một cái file đuôi khác, định dạng khác mà bạn mong muốn nha bạn. Vậy nên nó có cái file trung gian á. Cái file trung gian này bạn save ở đâu cũng được, nhưng mà save rồi thì nên cũng xóa đi nha. Giả sử tôi save ở file ở chỗ đâu lo nè. Tại vì sao vậy? Cái đuôi MOV này nó rất là gọi là cà chớn. Ví dụ như cái video tôi có khoảng 20 giây mà cái dung lượng nó lên có thể là mấy trăm MB, 500 MB, 600 MB ha. Không tin tôi làm thử cho bạn coi nè. Giờ để check dấu này vô ha, save file MOV như vậy, export. Đó, xong rồi đó. Các bạn thấy nó xong, nó im ru à, nó sẽ tự động nó mở cái Media Encoder này lên nha. Tôi không có click vô nha. Tự động nó sẽ mở lên cho bạn. Rồi giờ trong lúc đợi nó mở thì chúng ta xem cái file MOV nè. Thấy không? 582 MB, một cái thời gian video tôi có 20 giây à. Rất là kinh khủng à. Bởi vì không có xài cái file MOV này được. Nhưng mà để đó nha, khoan nó xóa. Rồi nó mở cái Media Encoder lên nè các bạn. Các bạn thấy là nó sẽ đưa cái file MOV này mới xuất nè. Thấy không? Đưa vô đây sẵn, đặng chúng ta chuyển thành cái file MP4 nha. Thì có mấy cái thông số bạn cần quan tâm như thế này. Bạn click vô một cái dòng màu xanh, dòng nào cũng được ha. Dòng này thì nó ra cái học thoại sale, xin lỗi, hai dòng này cũng được. Đây. Này hai cái cột chứ, xin lỗi, cột này và cột này đều được. Cột này đi ha. Đầu tiên cái format bạn chọn giùm tôi đó là H264 nha. Tương lai chúng ta có thể xài H265 cũng được. H265 thì trong một số trường hợp nó nén tốt hơn. Chất lượng cũng ổn định, cũng ok nha. Rất là xịn hơn nhưng mà dung lượng thì nhỏ hơn. Mà thôi hiện tại chúng ta cứ xài 264 đi. Rồi cái preset bạn có thể chọn đó là kéo xuống ha. Có rất nhiều cái preset bạn có thể để đó là High Quality 1080p nha.
Hoặc là 720p, tùy cái kích thước mà cái của cái khung hình dự án. Hồi nãy cái dự án tôi đó là tôi đây 1280 720 đúng không, cái khung hình đó. Như vậy ở đây tôi cũng nên chọn là 1280 720 thôi, high quality 720p á nha. Mà còn giả sử như cái assignment, cái đồ án của bạn là 1080 thì ở đây bạn cũng xuất ra 1080 ha. Chúng ta đừng chọn 720, cái khung hình ta bị nhỏ lại, chất lượng nó giảm nha. Rồi ok 720 các bạn, thí dụ tức là sao, nếu bạn làm bên kia là 1080 thì bên đây bạn cũng 1080 hoặc 720 thì nó sẽ bị giảm xuống ha. Còn nếu bên kia bạn là 720 thì bên đây bạn chỉ có thể là 720 hoặc nhỏ hơn nữa là 540 hay là 480 gì đó. Các bạn đừng có tăng lên, bạn tăng lên 1080p thì cũng không có ý nghĩa gì hết, nó chỉ cố gắng nó phóng lớn cái hình chúng ta lên và nó sẽ bị bể thôi chứ nó không có tăng chất lượng đâu nha. Quan trọng là cái kích thước gốc ban đầu chúng ta làm là bao nhiêu, hiểu không? Em đây tôi 720 thì đây tôi 720 thôi. Rồi ok, H264 720. Những cái còn lại để mặc định thôi là cũng được. Thật ra có cái target bitrate ray, nếu bạn tăng lên tương đối cao á thì cái chất lượng có thể tăng lên nha, mà cũng không nên tăng quá đâu. Đôi lúc tăng quá cũng không gọi là không có kết quả gì nha. Rồi có thông số bạn quan tâm đó là nó sẽ ước lượng cái dung lượng file xuất ra cho bạn rồi, thấy không? Ví dụ như 24 MB đây, nếu tôi để high quality 720p. Còn nếu tôi để cái preset đó là YouTube, tức là để up YouTube á, nó sẽ được 38 MB, như vậy chất lượng nó có thể cao hơn á nha. Ví dụ như tôi nhớ có Facebook nữa phải. Đây Facebook 72. Đó, về 28 ha. Giả sử tôi để YouTube đi. Chất lượng khá nhất. Bạn để chất lượng khá nhất. Thấy không? Bạn thấy cái target bitrate nó cao hơn 16, nếu tôi để mấy kia thì target bitrate nó thấp hơn. Thấy không? Là 10. Thôi bạn cũng đừng quan tâm target bitrate nó làm gì. Chừng nào chúng ta học mấy món làm phim đồ này kia, làm video clip ca nhạc rồi kia gọi là chuyên á, chúng ta có thể quan tâm nó điều chỉnh cái thông số này ha. Còn hiện tại cái clip chúng ta cũng không có gì gọi là quá trời công phu, nó không cần ảnh xuất gọi là chênh lệch dài mê, nó không ảnh hưởng đến chất lượng đâu nha. Ok ơi, bây giờ chỗ này là cái chỗ để save file á, bạn xuất cái file MP4 ở đâu á, xuất ở đâu lo luôn ha, tôi xuất đây luôn. Rồi nó ready thì bạn nhớ bấm vô cái nút này nè, nút là bắt đầu render á, nó làm cái nút thiệt tình nó cũng nhỏ xíu vậy nha bạn. Render đây, bắt đầu render này, xong đơn là ok ha. Rồi, vô một đầu lo tôi đã có nè. Giờ cái file WF là lúc mà control enter nó ra đúng không, nó cần file này xóa. MOV là cái file trung gian, xong rồi nó lấy cái file trung gian nó chuyển thành file MP4 rồi, nó không cần luôn, nó xóa cái file cần là đây nè, MP4 ra dung lượng ra có 40 mấy thấy không, rất là gọn nhỏ. Bấm lên coi. Đây chất lượng nó là ổn định hả bạn, không gì hết. Rồi tiếng nhỏ dần. Rồi, ok, như vậy là kết thúc tất cả các nội dung nó cần thiết cho cái assignment này ha. Chỉ các bạn làm cái hiệu ứng chuyển chuyển giữa những cái scene đúng không? Chuyển cảnh giữa những cái scene, tôi chỉ các bạn hai cái cách để chèn âm thanh vô và cuối cùng đó là xuất thành file MP4 nha bạn. Rồi như vậy cái khúc nào chưa rõ bạn có thể chịu khó bạn tua bạn coi lại ha. Nó không được nên các bạn có thể liên hệ tôi, các bạn hỏi. Hoặc là sau này các bạn gặp tôi trực tiếp trên lớp các bạn hỏi lại ha. Rồi thôi chắc 45 phút rồi, tôi kết thúc video này nha bạn.